À, vâng, thưa các bác của anh em thân mến ạ, nghe loa hay quá, quên mất là mình làm cái video này là để test cái độ bền, test cái độ chất của một chiếc đẩy các bác ạ. Đẩy PS Audio các bạn, đẩy PS Audio HD 9004, 1000W một kênh, đẩy mới, giá 9.800.000 các bạn. Các bác của anh em thân mến là em cảm thấy là hơi ngạc nhiên này các bác nhé. Một cái video mà em báo giá đến 3 lần cho một sản phẩm, đến 4 lần cho một sản phẩm, anh em vẫn comment lại hỏi giá bao nhiêu tiền. Thì em cũng không hiểu là anh em comment để dạo chơi hay như thế nào, đúng không ạ? 9.800.000 các bác nhá. Em vừa quay một video đấy ạ. Em vừa quay video trước, đó là giới thiệu về chiếc đẩy này, đúng không ạ? Giới thiệu về công suất, rồi giới thiệu tất cả mọi thứ của nó. Thì có anh em comment lại luôn là giá bao nhiêu tiền, mà trong đó một video nó báo giá đến 3 lần rồi, đúng không ạ? 9.800.000. Và có một người anh em, anh Đức Nghĩa, đúng không ạ? Comment bảo là lừa đảo, đúng không ạ? Có nghĩa là em giới thiệu con đẩy này là 1000W một kênh các bác nhá. Và em giới thiệu con này có chế độ chống chập dây loa và chống sốc các bác nhá. Thì anh bảo là con này không bao giờ có chống chập dây loa và không bao giờ chống sốc. Thì thưa các bác của anh em thân mến, là em cũng không rảnh để cãi nhau với anh em. Em làm video để cho các bác của anh em, đặc biệt riêng cho anh Đức Nghĩa, đúng không? Anh xem luôn nhá. Em không lừa đâu các bạn. 9.800.000 một con đẩy này, công suất 1000W này, size 2U này, có màn hình LED này, đúng không ạ? Mà đánh với loa JB rất hợp các bạn. Rất hay luôn đấy các bạn nhá. Tất nhiên nó không chất bằng những cái đẩy vài chục triệu, hàng trăm triệu, nhưng với cái giá chưa đến 10 triệu đánh như vậy là hay rồi, mà em đang cắm trực tiếp từ TV ra các bạn. Em chưa qua vang, chưa qua lưng, chưa qua vang số, chưa qua mixer đâu. Cắm trực tiếp từ TV ra luôn. Các bác của anh em trải nghiệm một chút nữa nhé. Em sẽ thử chế độ chống sốc và chống chập dây loa cho các bác của anh em mọi người nghe, mọi người xem, mọi người tham khảo nhé. Xem nó có lừa đảo không? Loa JBL SX725 rất là hay. Bây giờ nhá, em sẽ thử chế độ chống sốc trước được không ạ? Các bác nhá. Chống sốc trước. Đây các bác của anh em xem nhá. Đây. Em tắt đi, đúng không ạ? Và các bác để ý nhá, khi em bật lên này, tiếng nó sẽ lên từ từ này. Ok chưa? Tiếp các bác nhá, đúng ra khi chúng ta tắt đi là chúng ta tắt tín hiệu đi, đúng không ạ? Nhưng mà em làm nó hơi ẩu, nhưng mà em chứng minh cho các bác con đẩy rất là bền. Các bác nghe bật lên này, nó từ từ nó to dần này. Ok chưa? Vậy là em đã chứng nhận cho các bác biết được con đẩy này có chế độ chống sốc nhá, đặc biệt là anh Đức Nghĩa nhá. Bây giờ em sẽ thử đến chế độ chống chập. Chống chập dây loa. Ok chưa? Em sẽ thử cho các bác, anh em xem chế độ chống chập. Nhưng em cắm loa vào trước này. Đúng ạ. Đây là một loa nữa này. Đúng ạ. Còn bây giờ em sẽ dùng một loa. Nhìn các bác nhá, một loa này. Em dùng một cái dây loa này. Đây là bài thuốc đầu tiên tại Việt Nam chữa khỏi bệnh trĩ mà không cần phải cắt bổ. Chỉ cần uống một liệu trình, không bao giờ bị tái lại nữa. Đây các bác nhá, đúng không ạ? Đây là một dây loa, đúng không ạ? Đây các bác xem nhá, em chập vào với nhau, em tách nó ra tí cho nó có tí đồng đồng. Đây các bác, anh em lưu ý là chống chập dây loa các bác nhá. Chập là ngắt ngay. Đấy. Ok. We'll be right back.
ra này. Ok chưa anh em, đúng không ạ? Mọi người đã chứng nhận được con này là có chế độ chống chập dây loa chưa ạ? Đúng không ạ? Ví dụ như các bác đấu chập dây loa, đúng không ạ? Không may trường hợp đấu chập dây loa, đẩy là rất là an toàn các bác nhé. Một con đẩy đáp ứng được mọi nhu cầu toàn thể các bác. Thứ nhất là khỏe, nó nghìn ngắn một kênh. Thứ hai là nhập khẩu đóng thuế đầy đủ, có COCQ. Thứ ba là size 2U, đúng không ạ? Quạt gió tản nhiệt đầy đủ, linh kiện chất các bác nhé. Ok chưa ạ? Đánh với loa JB phải nói rất là hay, đêm sẽ mở một chiếc JB nhé. Ok chưa ạ? Quá yên tâm, 9.8 triệu thôi các bác nhá. Ở nhà em chuyên phân phối bán buôn bán lẻ các sản phẩm của PS Audio. Bán giao đại lý bỏ mối rất là nhiều các bác nhá, lên những sản phẩm em giới thiệu cực chuẩn các bạn. Một chiếc đẩy chống chập dây loa cẩn thận đầy đủ các bác nhá, chống sốc tín hiệu đó quá tốt luôn, linh kiện rất là ngon các bác nhá. Giá thì em bảo hành cho các bác là giá tốt và bảo hành cho các bác là 1 năm, bảo hành một lỗi một, có thể đổi một trong vòng 1 tháng các bác nhá. Quá yên tâm luôn các bạn, không có chiếc đẩy nào tốt hơn chiếc đẩy này trong tầm giá 10 triệu đâu các bác nhá. Kể cả những con đẩy 12, 13 triệu cũng không, chất lượng mà không tốt bằng con PS này đâu ạ. PSHD904 model mới nhất các bác nhá. Rất vinh dự được chào bán tới các bác của anh em. Với công suất của nó đạt được 1000W một kênh, các bác có thể đánh thoải mái mỗi kênh cho một quả full đơn bát 40, hoặc mỗi một kênh đánh cho một cặp bát 30, hoặc mỗi một kênh có thể đánh thoải mái một quả súp đơn bát 50 các bác nhá. Trân trọng cảm ơn toàn thể các bác. Ok chưa? Em luôn không lừa các bác nhá. Đúng. Và có chế độ chống chập chống sốc, nếu không có đèn tiền toàn thể các bác luôn, đúng không ạ? Ok, các bác và anh em có nhu cầu mua sắm những chiếc đẩy PS này, alo cho em luôn qua các số máy hoặc đến trực tiếp cửa hàng em luôn. Em trân trọng cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Em xin gửi lời chào, hẹn gặp lại các bác cùng anh em ở một clip tiếp theo ạ.